Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em về cái hình theo mẫu như thế này. Thì đã vẽ được hình này á, thì chúng ta thấy đây là một cái hình lục giác. Thì chúng ta vẽ một cái hình lục giác, sau đó chúng ta cho nó xoay 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái hình lục giác. 6 6 hình lục giác. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. 6 cái hình lục giác. Sau đó chúng ta vẽ hai cái tròn, vẽ hai cái đường tròn. Tâm của hình lục giác nằm tại đây, tâm hình tròn cũng nằm tại vị trí này, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta vẽ một cái hình lục giác. Rồi, tiếp tục là chúng ta cho một cái sự kiện. Tiếp tục là chúng ta vẽ theo vị trí là 0, 0, 90 độ. Rồi, đặt bút vẽ. Bây giờ chúng ta vẽ một cái hình lục giác ha. Hình lục giác á, thì hình có 6 cạnh. 6 cạnh. Để cho nó gọn á, thì chúng ta làm các cái thủ tục vẽ cho nó gọn. Vẽ lục giác. Lục giác á, là gồm có 6 cạnh. Độ dài của mỗi cạnh á, thì mình cho là 70. 70. Và đồng thời lặp lại là 60 lần. Xin lỗi, là sẽ có quay 60. 6 cạnh. Mình lấy cái lục giác đó mình vẽ. Đó. Bây giờ mình cho cái lục giác này nó xoay ha. Mình cho cái độ dài cạnh nó lớn hơn tí. Bây giờ mình cho hình lục giác này lặp lại 6 lần. 6 lần và mỗi góc quay của nó là 60. 60. 60 là chúng ta lấy 360 chia cho 6 thì được 60 rồi. Rồi đây. À, thì lúc này tâm cái hình lục giác nằm vị trí này. Đúng không? Như vậy từ đây chúng ta vẽ một cái đường tròn. Vẽ một cái đường tròn ngoài trước. Cái đường tròn này có cái bán kính thì ta đây là 70, thì ta đây là 140. Sau đó mình vẽ một cái đường tròn ta đây là 70. Ý tưởng mình như vậy ha. Như vậy là bây giờ mình vẽ một cái vẽ đường tròn lớn. Bây giờ là mình làm một cái thủ tục vẽ đường tròn. Vẽ đường tròn lớn. Vẽ đường tròn ha. Ok. Bây giờ vẽ đường tròn thì chúng ta có cái công thức. Với cái công thức thì đầu tiên á, là chúng ta tạo ra một cái góc quay. Góc cái biến là góc A. Thì chúng ta đặt cái góc A này này là bằng không, ban đầu nó là bằng không, sau đó nó quay ha. Thứ hai là một biến nữa là bán kính, bán kính là R đây ha, R đây. Như vậy chúng ta đặt cái R của chúng ta, R thì từ đây này ra đây. Ta đây là 70 này. Như vậy ra đây là 140. Như vậy là 140 này. Sau đó chúng ta có cái công thức vẽ đường tròn tại tâm. Nghĩa là tâm xuất phát tròn. Công thức là 360. Quay. Quay. Đây.
vay theo ít. Đây, chữ Y có công thức là công thức đây R R y theo x này, thì mình nhân cho cos, nhân cho cos này góc alpha này. Thứ hai là mình cũng là nhân cho r, y thì nhân cho sin, nhân cho sin đây. Rồi thay đổi cái góc quay của nó lên 1 độ. Rồi bây giờ mình chạy thử đây. Dạ rồi, như vậy á, bây giờ mình lấy cái vỉ đồng tròn ra đây. Vỉ đồng tròn lớn rồi chúng ta thấy là trong này nè, nó quẻ cái đùa cái bán kính này, là về cái đường kính qua đây luôn này. Như vậy bây giờ chúng ta xử lý cái bán kính vào đây, không cho nó về chỗ đây, thì chúng ta dỡ cái bút này lên, tao vị trí này chúng ta đặt cái bút xuống. Rồi chúng ta đặt cái màu vào đây luôn, màu bút về cho đây màu màu khác luôn, màu đỏ luôn. Chúng ta vô quan sát. Rồi quay lại này. Rồi, chúng ta chưa đặt cái rồi. Bây giờ chúng ta vẽ một cái đường ruộng nhỏ, vẽ đường ruộng nhỏ thì tương tự cái lệnh này, chúng ta copy này xuống ha. Copy này xuống thì xuống vị trí này thì R này chia 2 ha, R này chia 2 thì cái bán kính nó nhỏ tại vị trí này thì R chia 2 thì chúng ta có công thức như sau. Đây R này, R này, R này. Rồi, chúng ta bỏ vô đây ha. Đây. Chia cho 2. Chia 2. Rồi, bây giờ chúng ta về lại này. Rồi chúng ta thấy cái gì? Tại vị trí này nó còn cái vệt đỏ nó đi vô này. Tôi bị xong nó đi vô á, thì chúng ta còn phải dỡ cái bút này lên. Dỡ cái bút này lên. Rồi chúng ta xử lý ha. Đây, tại đây chúng ta dỡ cái bút lên này. Rồi, quay lại thử coi. Lên rồi đó. Rồi, bài tập chúng ta đã hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình, để mình có động lực làm những bài tập tiếp theo.